Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, tối qua, Sở Công Thương tỉnh tổ chức khai mạc phiên chợ đêm trưng bày giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Khánh Hòa tại công viên Yến Phi và công viên Thiếu Nhi thành phố Nha Trang. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phiên chợ có 32 gian hàng bày bán các nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như yến sào Khánh Hòa, trầm hương, rong nho, bưởi da xanh Khánh Vĩnh, táo Cam Thành Nam và một số ẩm thực đặc trưng của các địa phương trong tỉnh. Phiên chợ nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh, mang hương vị đặc trưng của tỉnh đến với du khách và người tiêu dùng, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập đời sống của người dân. Phiên chợ diễn ra từ 15 giờ đến 23 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023. Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức hai phiên chợ đêm tại khu vực chợ đầm thành phố Nha Trang nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham quan mua sắm. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới cho cán bộ chủ chốt lần 2 năm 2023. Tại hội nghị, ông Lê Xuân Thân, tiến sĩ luật học, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Khánh Hòa, đã giới thiệu phổ biến những nội dung cơ bản của năm văn bản luật mới, gồm luật bảo vệ người tiêu dùng, luật giá, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài, luật phòng thủ dân sự, đồng thời giới thiệu các nội dung trọng tâm của nghị quyết về việc lấy tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường DT656 từ Khánh Hòa, kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố Nha Trang nắm giữ các quy định của nghị quyết, các văn bản luật mới, từ đó chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023 vừa diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành, trung ương đoàn cùng 420 đại biểu là những điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực. 420 thanh niên tiên tiến là hàng trăm câu chuyện hay, hành động đẹp, công việc tốt đã đóng góp cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, bình yên cho xã hội và mạnh giàu đất nước. Họ đại diện cho ý chí, sự quyết tâm và nhiệt huyết của thế hệ thanh niên thời đại mới. Tại buổi lễ, các đại biểu giao lưu gặp gỡ với các tấm gương tiêu biểu để hiểu hơn về những phần việc mà các bạn trẻ đã và đang làm cho cộng đồng xã hội. Trong khuôn khổ của đại hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, các đại biểu còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và trải nghiệm thú vị. Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo Bác toàn quốc được tổ chức 5 năm 2 lần, tôn vinh những tấm gương thanh niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều hành động thiết thực ở các lĩnh vực thuộc các nhóm đối tượng, cán bộ đoàn, hội, đội, thanh niên nông thôn đô thị, thanh niên công chức viên chức, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, chiến sĩ, sĩ quan trẻ, doanh nhân trẻ. Tại đại hội, hai thanh niên của tỉnh Khánh Hòa gồm Trần Thái Ngọc Huy, Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang được Trung ương Đoàn tuyên dương và trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Thưa quý vị và các bạn, song song với việc triển khai thực hiện các quy hoạch lớn, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa còn chú trọng đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án, bố trí quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng cho các khu tái định cư. Đáng chú ý, các khu tái định cư bố trí cho các hộ dân thuộc dự án Chambarama Resort and Spa của công ty cổ phần Vega City đã được hoàn thiện hạ tầng. Đến nay, nhiều hộ dân đã nhận bàn giao đất, xây nhà ở khang trang, ổn định cuộc sống. Dự án Chambarama Resort and Spa hay còn được biết đến là Vega City Nha Trang nằm về phía bắc thành phố Nha Trang, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, đã được Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang phê duyệt 100% phương án bồi thường với tổng số 50 lô đất tại khu tái định cư Tây Mương, Vĩnh Hòa và 200 lô đất tại khu tái định cư Đức Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang. Bắt đầu được nhận đất từ tháng 1/2023, đến nay đã có hàng chục ngôi nhà mới khang trang được xây dựng tại khu vực này. Các hộ gia đình đã chuyển về sinh sống, góp phần xây dựng một hình ảnh các khu tái định cư nhộn nhịp đổi mới.
Trước kia là tôi ở ngoài Bãi Tiên, xong rồi dự án là bồi thường hỗ trợ cho tôi vào đây và làm được cái nhà khang trang, rồi các con cháu tôi ở rồi là không thấy là ổn định đó, cho nên tôi cũng rất là mừng trong bản thân gia đình tôi đó. Cho nên là cũng bà con tôi về đây thì nói chung là hòa nhập với bà con làm sớm đây rất là ổn định. Trong thời gian vừa qua thì gia đình của em cũng sống rất là khó khăn ở Bãi Tiên, mà được đưa về đây ở thì cuộc sống em thay đổi rất là nhiều tốt. Còn bản thân em và gia đình thì cũng được sự hỗ trợ của chủ đầu tư có việc làm ở ngoài dự án, thì em cũng cảm ơn chủ đầu tư và chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình em là có cuộc sống nó tốt hơn. Cả hai khu tái định cư Tây Mương Hòn Sền, Vĩnh Hòa và Đất Lành, Vĩnh Thái đều là nơi có cơ sở hạ tầng đường xá, trường học, chợ dân sinh, trạm y tế vô cùng đầy đủ và thuận lợi. Đặc biệt nhờ vị trí cao ráo, khu vực này cũng không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, an ninh đảm bảo, giao thông đi lại, kết nối thuận tiện. Với tinh thần giúp bà con nhân dân nhanh chóng có cuộc sống mới ổn định, an cư lạc nghiệp, chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đưa ra các chính sách an sinh, hỗ trợ người dân trong quá trình bàn giao cũng như xây dựng nhà cửa mới. Tôi thấy Đất Lành đây thì vị trí đẹp nè, đường xá cao ráo, không bị ngập lụt, đi lại thì cũng thuận tiện, cơ sở thì nói chung là đầy đủ hơn chỗ cũ. Con cái tôi đi học thì nó cũng thuận tiện hơn, đi làm thì nó cũng gần hơn. Ở khu tái định cư Tây Mương Hòn Sền này thì đường xá thông thoáng, gần trường học và thuận tiện, thì bà con nhân dân ở đây là đưa về sinh sống thì tốt hơn ở nơi ở cũ. Thứ hai nữa là địa phương chúng tôi là tạo điều kiện hết mức về các thủ tục giấy tờ để bà con sớm xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống và nhập khẩu rồi đưa con đi học thì rất thuận tiện. Qua đây thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bà con ở nơi ở mới làm sao là tốt hơn cũng như là thuận tiện hơn, là đảm bảo cho mọi cái hoạt động của người dân đi vào cuộc sống ổn định sau khi tái định cư. Không chỉ hỗ trợ người dân an cư, công ty cổ phần VK City còn mở các khóa đào tạo nghiệp vụ miễn phí, ưu tiên người dân trong khu vực bị ảnh hưởng có việc làm ổn định tại chính dự án VK City Nha Trang, giúp họ có thêm thu nhập tốt và nhanh chóng ổn định cuộc sống mới. Các hoạt động xã hội hỗ trợ an sinh vì cộng đồng cũng được công ty chú trọng, thường xuyên triển khai. Nhân dịp Tết Trung thu sắp tới, đại diện công ty đã đến thăm và trao tặng 23 suất quà cho các hộ gia đình đã hoàn thiện nhà tại hai khu tái định cư tại khu Tây Mương và Đất Lành, với mong muốn các hộ dân có một mùa Tết Trung thu ấm áp và đầy yêu thương. Chương trình tiếp tục với những tin tức khác. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 cho các lực lượng quân sự, công an và cán bộ nông nghiệp của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị đã truyền đạt những nội dung gồm các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, những hiểm họa, rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách thức dựng nhà bạc và tìm kiếm cứu nạn, kỹ năng cứu người đuối nước, bị thương do thiên tai và sơ cấp cứu người bị nạn, kỹ năng chằng chống nhà cửa, lắp dựng biển báo tại các tuyến đường, cầu giao thông xung yếu trong mùa mưa lũ. Qua đây nhằm trang bị cho lực lượng tham mưu và trực tiếp tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện những hiểu biết về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, những kỹ năng cần thiết trong công tác cứu nạn cứu hộ, ứng phó với các tình huống rủi ro thiên tai, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi mắc bệnh đậu mùa khỉ tạm trú tại thành phố. Một người khác có tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đã mắc bệnh. Trước tình hình trên, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Cụ thể, các đơn vị y tế cần tăng cường công tác giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời chủ động phối hợp khẩn trương điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để xác định nguồn lây nhiễm nhằm quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch nếu có, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bác sĩ điều trị cũng cảnh báo với các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, hãy đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được khám và xét nghiệm, cũng như có các phương án điều trị kịp thời. Người dân không nên chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này tại cộng đồng.
Cuối chương trình là các hoạt động vui đón Tết Trung thu tại một số địa phương. Tối qua, huyện đoàn, hội đồng đội và nhà thiếu nhi huyện Diên Khánh phối hợp tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 em thiếu nhi trên địa bàn huyện. Chương trình đã diễn ra các hoạt động đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết Trung thu như hội thi làm lồng đèn với sự tham gia của 38 đội thi, triển lãm lồng đèn, các tiết mục múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian. Ngoài ra, các em còn được tham gia rước đèn, phá cổ Trung thu, giao lưu với chú cụ chị Hằng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập, trẻ em mồ côi, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Gồm quà 100.000 đồng và tiền mặt 200.000 đồng từ nguồn quỹ đội, quỹ đồng hành trường cao đẳng du lịch Nha Trang. Hội chữ thập đỏ huyện cũng tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, gồm quà 150.000 đồng và tiền mặt 200.000 đồng cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi cha mẹ. 1.000 phần quà cũng đã được trao cho các em thiếu nhi tham gia trong chương trình. Chương trình Vui hội trăng rằm tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức vào tối qua. Tại đây, các em được xem múa lân cùng hòa mình vào chương trình ca nhạc, chơi các trò chơi dân gian có thưởng, tham gia phá cổ rước đèn Trung thu với chú cụi chị Hằng. Dịp này, thành phố Nha Trang đã trao tặng 100 phần quà, mỗi suất gồm bánh kẹo trị giá 200.000 đồng cho con em hội viên phụ nữ nghèo còn nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày tại các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa, Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và xã Vĩnh Lương, nhằm kịp thời động viên tinh thần, giúp các em tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Tối hôm qua, chi đoàn thành đoàn Nha Trang phối hợp cùng đoàn phường Vĩnh Phước và chi đoàn đồn biên phòng Cầu Bóng tổ chức chương trình Trung thu yêu thương tại lớp học tình thương phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Tại chương trình, tuổi trẻ các đơn vị cùng các em thiếu nhi đã tham gia sôi nổi các hoạt động như xem múa lân đón Trung thu, giao lưu đố vui có thưởng cùng chị Hằng, trao tặng 135 phần quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn, nước ngọt, rước đèn Trung thu đến các em với tổng trị giá quà tặng hơn 20 triệu đồng. Đây là hoạt động truyền thống được tuổi trẻ các đơn vị phối hợp tổ chức hàng năm mỗi dịp đón Tết Trung thu, giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có sân chơi vui tươi, bổ ích, tạo điều kiện để các em được giao lưu, vui đón Tết Trung thu, từ đó góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Những thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết ngày hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An cho đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Nam Bộ thì có mưa vừa, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Chi tiết cho các khu vực ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 21 cho đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ. Các tỉnh thành khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận trời có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 30 độ. Ở đây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.